Bản thân Cao Duy không biết mình đã biết thổi những lời nhạc cụ này từ lúc nào, mà cái cảm nhận từ cái thời thơ ấu, từ cái lúc mà thời chăn trâu chăn bò ông bà thường ru, và những cái giai điệu đó ăn sâu vào cái tâm trí của Cao Duy. Chính vì vậy thì Cao Duy luôn mang cho mình những cái cảm giác và hình ảnh của nét văn hóa và cũng như những cái loại nhạc cụ của dân tộc mình. Từ đó lớn dần lên thì Cao Duy biết sử dụng và hiểu nhiều về cái loại nhạc cụ của các dân tộc anh em khác. Không những hiểu và có thể chế tác được một số loại nhạc cụ, ví dụ như là ta cung, là bản chất của đồng bào Rắc Lây gọi là sáo tỏ tình, và loại thứ hai là sáo vỗ, người Rắc Lây gọi là cu rìa. Và những cái âm lời nhạc cụ của bản thân Cao Duy sử dụng đều mang biểu tượng bản chất của nét văn hóa dân tộc Việt Nam mình. Bản thân Cao Duy với cái sự mong muốn rằng những cái tuổi trẻ sau này sẽ nắm bắt được về cái những cái nét văn hóa của dân tộc mình, cũng như Cao Duy giữ gìn về cái bản sắc của loại nhạc cụ của dân tộc mình. Với nhiều cái đóng góp và tham gia các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, bản thân Cao Duy cũng đã được gặt hái rất nhiều, cũng như các cái lời huân chương, huy chương, cũng như huy hiệu. Và đặc biệt đến bây giờ thì Cao Duy chưa được một cái gì gọi là để mà công nhận gọi là nghệ nhân. Và Cao Duy cũng rất mong muốn rằng một ngày nào đó bản thân Cao Duy sẽ được công nhận là nghệ nhân dân gian của người đồng bào Rắc Lây ở địa phương này. Với cái ý nghĩa như vậy, Cao Duy sẽ thôi thúc và phát triển hơn nữa nét văn hóa cũng như giữ gìn bản sắc dân tộc đồng bào Rắc Lây cũng như là dân tộc trong cái đất nước Việt Nam của mình, để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc anh em mình.